Kim Hằng xin mến chào quý vị đến với chương trình Tổ ấm yêu thương do Ban chương trình Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long, Thăng Long Real. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tổ ấm yêu thương rất vui vì cứ đến dịp cuối tuần lại có cơ hội đem đến cho quý vị khán giả những thông tin bổ ích để chăm sóc cho tổ ấm yêu thương của mình. Và như thường lệ, mở đầu chương trình kỳ này sẽ là tiết mục Cả nhà đều vui với những thông tin mà Kim Hằng nghĩ sẽ được rất nhiều các gia đình đặc biệt quan tâm. Và không để quý vị khán giả chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là thông tin đầu tiên liên quan đến vấn đề nuôi con của các bà mẹ sau sinh. Quý vị khán giả thân mến, nuôi con bằng sữa mẹ hẳn là mong muốn của hầu hết phụ nữ sau sinh. Và làm sao để nuôi con 100% bằng sữa mẹ trong điều kiện công việc bận rộn mẹ phải đi làm, hoặc các sản phụ khó khăn trong việc cho con bú sau sinh như tắc sữa, bé hở hàm ếch, nứt cổ gà, hoặc trong những trường hợp mẹ và bé phải cách ly là mối bận tâm của khá nhiều người. Hiện nay chỉ với một chiếc máy hút sữa thì các bà mẹ hoàn toàn có thể giải quyết được lo lắng trên. Vấn đề là làm sao để chọn được máy hút sữa đảm bảo an toàn chất lượng, phù hợp với nhu cầu của trẻ và điều kiện kinh tế của gia đình. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều thương hiệu máy hút sữa khác nhau. Trong số đó, phải kể đến sản phẩm máy hút sữa Spectra, được công ty Vietlife phân phối tại Việt Nam từ đầu năm 2010. Đây cũng là sản phẩm được công ty Vietlife giới thiệu tại triển lãm quốc tế sản phẩm dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em Viet Baby Fair với chủ đề Mẹ thông thái, săn hàng khuyến mãi. Với công nghệ tiên tiến đa dạng mẫu mã, bảo đảm vệ sinh an toàn và giá thành phù hợp với nhiều mức thu nhập của các gia đình, máy hút sữa Spectra đã trở thành sự lựa chọn của khá nhiều các bà mẹ. Hiện nay, máy hút sữa Spectra đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam với hơn 500 điểm bán hàng. Vietlife còn hợp tác với các chuỗi siêu thị mẹ và bé hàng đầu Việt Nam như Con Cưng, Bibomart, Kids Plaza, Shop Trẻ Thơ, Tutti Care nhằm đưa sản phẩm này đến gần hơn với người tiêu dùng. Còn Việt Nam thị trường này, dân số Việt Nam là 100 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ sinh cao, nên theo tôi nghĩ Việt Nam là thị trường tiềm năng cho sản phẩm dùng cho trẻ em. Lúc đầu chúng tôi có hợp tác với Vietlife và một công ty khác, tuy nhiên Vietlife hoạt động tích cực hơn, quảng bá và hậu mãi tốt hơn nên chúng tôi đã chọn Vietlife. Vietlife là đối tác chiến lược của UZ Medicare tại thị trường Việt Nam. Với những sản phẩm chất lượng cung cấp bởi UZ Medicare, sự quảng bá và phân phối chuyên nghiệp của Vietlife, tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công trong thời gian tới. Thật khó để có thể khẳng định máy hút sữa cho bé nào là tốt nhất, bởi mỗi dòng máy đều có những thế mạnh riêng. Với máy hút sữa Spectra thì đây là một trong những thương hiệu có nhiều model nhất trên thị trường máy hút sữa ở Việt Nam, cùng với nhiều ưu điểm như được lập trình giống như quá trình bú tự nhiên của em bé, nhẹ nhàng và êm ái, không gây đau khi hút, kiểu dáng đa dạng và thời trang. Ngoài ra, sản phẩm còn đạt chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đảm bảo chất lượng y tế theo tiêu chuẩn châu Âu CE, chứng chỉ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Việc tham gia các triển lãm sản phẩm cho mẹ và bé cũng là một trong những định hướng để có thể là giới thiệu sản phẩm cũng như phát triển thị trường của chúng tôi. Và với cái mong muốn là đem các sản phẩm máy sữa Spectra đến tận tay các bà mẹ, không chỉ riêng ở các thành phố lớn mà còn ở những vùng nông thôn hoặc vùng núi. Thì trong cái thời gian sắp tới thì Vietlife sẽ mở thêm nhiều những phòng dùng thử máy hút sữa cũng như là các trung tâm bảo hành để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi. Những năm gần đây, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Nắm bắt được điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao Phương Đông đã cùng với nhà sản xuất Supernaturals Hàn Quốc phối hợp phát triển những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên dành riêng cho thị trường Việt Nam. Và việc tham gia vào lễ hội hàng tiêu dùng Hàn Quốc là một trong những sự kiện mang ý nghĩa như thế. Tại lễ hội hàng tiêu dùng Hàn Quốc, người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận với những sản phẩm có chất lượng cao đến từ Hàn Quốc. Trong số đó phải kể đến các sản phẩm dành riêng cho đối tượng là trẻ em. Và sản phẩm vitamin Funny Drops của nhà sản xuất Supernatural Hàn Quốc do công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao Phương Đông nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam cũng đã có mặt tại sự kiện này. Đây là dòng sản phẩm siro hoa quả bổ sung vitamin D3, selen và hỗn hợp khoáng vitamin dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.
Với thành phần chính của sản phẩm là chiết xuất hoa quả tự nhiên từ quả dâu tây và chuối nên rất dễ sử dụng cho bé. Sản phẩm có thể được pha cùng sữa tươi nguyên chất để tạo hương vị cho sữa, giúp trẻ thích uống sữa hơn, đồng thời giúp hấp thu tốt canxi có trong sữa tươi để bé phát triển chiều cao, bổ sung năng lượng, kích thích bé ăn ngon, chống còi xương cho trẻ em trong độ tuổi phát triển. Ngoài ra sản phẩm còn có thể pha trộn vào nguyên liệu làm bánh hoặc nước hoa quả trái cây cho trẻ em. Có thể nói đây là một trong những dòng sản phẩm mà các gia đình có thể tham khảo để chăm sóc sức khỏe cho các con của mình, nhằm giúp các em tăng cường phát triển thể chất và trí tuệ. Tiếp theo là thông tin mà chắc chắn sẽ làm hài lòng các chị em phụ nữ. Thưa quý vị, có thể nói trang sức luôn tạo ra tình yêu bất tận đối với mọi phụ nữ bởi vẻ đẹp lấp lánh, kỳ diệu, tôn vinh phong cách nữ tính quyến rũ hay đẳng cấp và sang trọng. Nhiều năm trở lại đây, Doji đã và đang trở thành thương hiệu quen thuộc với những người yêu trang sức trên toàn quốc bởi chất lượng hoàn hảo, thiết kế độc đáo đa dạng và những chương trình tri ân thu hút. Tham gia Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam VIJF 2017 với vai trò là nhà tài trợ kim cương duy nhất, trang sức Doji không ngừng cho ra mắt những thiết kế mới và áp dụng cùng lúc nhiều chương trình hút khách với ưu đãi tới 20% cùng cơ hội trúng vàng, thẻ ATM ngân hàng mỗi ngày. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017, là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Doji sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như trang sức kim cương Diamond House, trang sức cưới Wedding Land, trang sức đá màu Gem City, trang sức vàng ta Lộc Phát Tài. Tại kỳ hội chợ năm nay, trang sức Doji đưa ra list kim cương viên GIA có kích thước đẹp, chất lượng phong phú. Đó là những viên kim cương sáng và quý hiếm nhất trên thế giới, độc đáo với phản chiếu tạo hình 10 mũi tên và 10 trái tim. Bên cạnh ưu đãi tới 20% trang sức và nhiều giải thưởng hấp dẫn, đến với hội chợ trang sức Việt Nam 2017, khách hàng còn được thỏa mãn chiêm ngưỡng và lựa chọn món trang sức ưng ý nhất. Quý vị khán giả thân mến, xã hội ngày càng phát triển, đi kèm theo đó là những hiểm họa cho sức khỏe con người cũng gia tăng như ô nhiễm đất, nước, không khí, thực phẩm, stress trong công việc. Vì thế, việc thăm khám sức khỏe một cách chủ động, định kỳ là một giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, vấn đề quá tải bệnh viện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế, thực hiện công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân. Và sự ra đời của mô hình bác sĩ gia đình được xem là biện pháp hữu hiệu giúp giải quyết vấn đề nêu trên. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, chăm sóc y tế, tuổi thọ của người dân ngày càng tăng cao, việc duy trì trạng thái sức khỏe ổn định cần có sự quan tâm đặc biệt của không chỉ mỗi cá thể mà còn là sự góp sức của nhiều chuyên ngành và toàn xã hội. Trong đó, vai trò điều phối nguồn lực chăm sóc y tế của bác sĩ gia đình hết sức quan trọng. Đó cũng là vấn đề được đề cập tại Hội thảo Y học gia đình do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức. Hội thảo chuyên đề quản lý bệnh mạng tính do giáo sư Didier Giet và cộng sự đến từ Đại học Leeds, Vương quốc Bỉ trình bày, và chuyên đề thực hành trong y học gia đình về lĩnh vực tiêu hóa do tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường, phó chủ nhiệm bộ môn nội tổng quát, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đảm nhiệm. Hội thảo với chủ đề chăm sóc đa ngành trong cái thực hành y học gia đình, bác sĩ gia đình là người bảo vệ, nâng cao và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Một mình bác sĩ gia đình chắc chắn sẽ không có thể nào đảm nhận được hết cái công tác chăm sóc sức khỏe này. Do đó, một trong những cái vai trò của người bác sĩ gia đình là điều phối cái nguồn lực liên kết với lại các bác sĩ chuyên khoa khác cũng như là các chuyên ngành khác để mà hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách tối ưu nhất. Đó là cái lý do của hội thảo ngày hôm nay. Mỗi người dân của mình nên tìm đến một cái cơ sở y tế có cái phòng khám bác sĩ gia đình, chọn cho mình một người bác sĩ gia đình của riêng mình để được chăm sóc theo dõi sức khỏe liên tục. Chính người bác sĩ gia đình sẽ là người hơn ai hết biết nhu cầu của bệnh nhân của mình cần phải chăm sóc đa ngành và chăm sóc sức khỏe như thế nào. Sau 15 năm hợp tác, tôi nhận định rằng sự phát triển y học gia đình ở Việt Nam rất tích cực và đạt hiệu quả cao. Các bạn có đầy đủ nguồn lực y tế và nghiên cứu khoa học ngày một hoàn thiện và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Tôi hy vọng rằng người dân Việt Nam sẽ nhanh chóng được hưởng ứng những dịch vụ chăm sóc tuyến ban đầu một cách tốt nhất. Nhân dịp hội thảo y học gia đình lần này, chúng tôi nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc đào tạo nguồn lực chuyên môn, không chỉ dành cho bác sĩ gia đình mà còn dành cho đội ngũ điều dưỡng gia đình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, chuyên viên tâm lý,
lý và dược sĩ lâm sàng. Như chúng ta đã biết, việc quản lý duy trì sức khỏe tốt cho người dân không chỉ là công việc và trách nhiệm riêng của người bác sĩ, mà đòi hỏi sự chung tay của rất nhiều đồng nghiệp đa ngành khác trong chăm sóc y tế. Vì vậy, vai trò và năng lực của toàn thể ekip cần được đảm bảo và chú trọng phát triển đồng đều. Hội thảo y học gia đình lần này đưa ra được các đề xuất giải pháp về sự phối hợp giữa các chuyên ngành nhằm góp phần hiệu quả vào việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trong giai đoạn mới theo nguyên lý y học gia đình. Tiếp theo đây, xin mời quý khán giả cùng đến với tiết mục giải tỏa những băn khoăn. Kỳ này sẽ là vấn đề gì và chuyên gia nào sẽ gỡ rối những thắc mắc này đây? Hãy cùng Kim Hằng khám phá ngay sau đây quý vị nhé! Thưa quý vị, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa là nguyên nhân chính khiến các bệnh liên quan đến tai mũi họng phát triển. Vì vậy, việc phát hiện sớm các bệnh liên quan đến tai mũi họng giúp chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như các thành viên trong gia đình một cách tốt nhất. Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Hoàng Lương, giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bệnh tai mũi họng thường gặp, thứ nhất là chúng ta hay gặp là bệnh viêm mũi họng, ở đây là viêm amidan hoặc là viêm VA ở các cháu bé. Cái bệnh thứ hai mình thường hay gặp ở trong tai mũi họng là viêm xoang. Thì viêm xoang ở đây chúng ta hay than phiền là viêm xoang, viêm mũi xoang dị ứng. Cái bệnh thứ ba mình gặp cũng hay đi theo sau hai cái bệnh này là viêm thanh quản. Và một cái bệnh thứ tư trong tai mũi họng thông thường hay gặp nữa là bệnh viêm tai giữa. Ở trẻ em thì chiếm nhiều hơn người lớn. Viêm họng, viêm amidan hoặc viêm VA thì thường là có thể đột ngột, bệnh nhân bị sốt, bị đau họng, có thể ho và các cháu hay bị sổ mũi đi theo sau. Người lớn thì hay có cái biểu hiện là có thể đau cổ, khô cổ, rát cổ. Cái bệnh thứ hai mà chúng ta hay gặp ở đây là cái bệnh viêm tai giữa. Sau khi mà viêm họng, viêm mũi thì thường nó gây nên biến chứng là viêm tai giữa, nhất là các cháu bé. Thế thì các cháu bé lớn thì nó biết nói rồi thì nó có thể nó nói là nó đau tai. Thế nhưng những các cháu bé nhỏ dưới 1 tuổi nó chưa nói rõ thì thường có cái động tác là các cháu quấy khóc, sốt cao và nó hay thở lên tai. Thì chúng ta biết rằng đấy là cái triệu chứng của cái viêm tai giữa cấp. Ở người lớn thì viêm tai giữa thường là mãn tính, bởi vì có một cái giai đoạn người ta đã bị viêm tai giữa cấp và nó thủng màng nhĩ. Một cái bệnh thứ ba mà chúng ta hay gặp là sau khi mà viêm mũi, viêm họng nếu không được điều trị thì thường dẫn đến một cái là bệnh là viêm xoang. Thế thì viêm xoang cấp thì thường nó diễn tiến nhanh, không có đáng ngại. Nhưng viêm xoang thường là diễn tiến nó sẽ đến giai đoạn là viêm xoang mãn tính. Thế để nhận biết cái bệnh viêm xoang mãn tính này hoặc là viêm mũi xoang cấp ở trẻ em thì cái đầu tiên chúng ta thường hay gặp là nghẹt mũi, thứ hai là sổ mũi và có thể nhức đầu rêm rêm, rồi có thể ho, có thể khạc đàm. Cái bệnh viêm thanh quản thì thường thanh quản ít bị viêm tại chỗ đó. Thường thanh quản viêm sau khi mà viêm mũi họng hoặc viêm VA. Cái biểu hiện của viêm thanh quản thường là khàn tiếng. Cái khàn tiếng nó càng ngày càng tăng nếu như chúng ta không điều trị. Về đề phòng các cái bệnh này thì như thế này. Cái thứ nhất là chúng ta phải sống trong cái môi trường không khí nó tương đối sạch. Hiện nay các cái phòng làm việc của chúng ta sử dụng máy lạnh rất nhiều. Nhưng do ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật chúng ta nghỉ, ngày thứ hai chúng ta bật máy lên, nhiều khi nó có cái tình trạng nấm mốc, cũng dễ gây ra cái tình trạng là viêm mũi xoang, viêm họng, viêm thanh quản. Thứ hai là chúng ta phải chăm sóc cái mũi, cái họng. Thì đối với các cháu bé thường hay nghẹt mũi, hay sổ mũi, hay ho thì tốt nhất là chúng ta nên rửa mũi cho các cháu. Có thể rửa bằng nước muối sinh lý, nhưng nếu nó nặng quá thì chúng ta phải đưa đến các bệnh viện chuyên khoa hoặc phòng khám tai mũi họng để rửa mũi cho các cháu. Những trường hợp mà đã bị viêm rồi
thì chúng ta phải cố gắng là khám bác sĩ để được tư vấn điều trị. Thì vấn đề cái đường hô hấp trên nó liên quan đến cái bệnh, các cái bệnh thông thường về tai mũi họng. Nếu như chúng ta mà đề phòng tốt, giữ ấm tốt, vệ sinh tốt thì cái bệnh này sẽ ít bị hơn. Quý vị khán giả thân mến, gia đình khỏe mạnh là nền tảng của hạnh phúc. Hy vọng với những thông tin mà chương trình kỳ này mang lại sẽ giúp cho các gia đình có thêm kinh nghiệm để chăm lo sức khỏe cho tổ ấm của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý gì cho chương trình, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email toamyêuthuong.htv7a@yahoo.com. Chương trình hy vọng sẽ là cầu nối giúp các thành viên trong gia đình được gắn kết và khỏe mạnh hơn. Xin cảm ơn công ty cổ phần địa ốc Thăng Long, Thăng Long Real đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.